Ngọc Anh nó đi đâu rồi kìa? Sao tìm hoài không thấy gì ta? Gọi điện thì cũng không được. Phải ghi nhớ hết mọi ngóc ngách của căn nhà này. Đến lúc cần, mình còn có đường rút. Ai đó? Tôi biết rồi. Ông tính vô đây rình mò ăn cắp gì hả? Cô đừng có ăn nói bậy bạ nha. Tôi đâu có rình mò ăn cắp gì đâu chứ. Ông còn chối nữa hả? Nhiệm vụ của ông á là ở ngoài giường. Ông ăn ngoài giường, ông ở ngoài giường. Ông vô đây làm gì? Nè, tôi... Tôi gì? Không vô đây ăn cắp chứ làm gì? Tôi nói cho cô biết nha, cô ăn nói cho đàng hoàng một cái coi. Chuyện gì vậy? Dạ thưa bà chủ, cháu Bách này nè, hồi nãy chả lén lén lúc lúc vô đây á, định ăn cắp á bà chủ. Tôi... Ông Bách là người mới, cũng là người do cô giới thiệu. Vậy thì bây giờ có chuyện gì trộm cắp ở đây hả? Dạ, dạ thưa bà chủ, tại vì con giống bà chủ á, con tốt bụng á, con thấy ổng thân cô thế cô, tội nghiệp quá, con mới xin cho ổng vô làm việc. Mà con không ngờ hồi nãy á, ổng rình mà phòng con Ngọc Anh á, ổng định vô ăn cắp đó bà chủ. Nè, tôi đã nói là tôi không có ăn cắp. Mấy người được có đổ oan cho tôi có được hay không? Tại vì hồi nãy ông chưa kịp ăn cắp. Nếu như tôi ra trễ thì ông ăn cắp đồ rồi đúng không? Cô, im đi. Người như ông tôi không giữ lại được. Bà thu chủ, xếp đồ đạc mà đi đi. Tôi sẽ cho người trả tiền công cho ông. Làm ơn đi mà bà chủ, tôi không có ăn cắp. Bà chủ à, bà làm ơn bà tính tôi được hay không? Mỹ hả nữ? Bà chủ. Dạ. Canh chừng ông ta cẩn thận, đừng để ông ta thừa cơ hội ăn cắp nghe chưa. Nè, bà đừng tưởng bà giàu mà bà coi thường người khác nghe chưa. Đứng lại, mau ra khỏi nhà tôi ngay. Ờ,